Tôi không thích khi phải nhắc đến câu lạc bộ này, nhưng đó chính là Manchester United. Đây là câu trả lời của Erling Haaland trong buổi lễ ra mắt khi được hỏi anh muốn đối đầu với đội bóng Premier League nào nhất. Đương nhiên, với một tân binh vừa mới gia nhập The Citizen, việc chia sẻ tinh thần chiến đấu trước trận derby thành Manchester sẽ mang đến niềm phấn khởi cho phía cổ động viên nhà. Thế nhưng nếu nhìn vào quá khứ và mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa gia đình tiền đạo người Na Uy với Quỷ Đỏ, câu trả lời trên hoàn toàn có thể chứa đựng nhiều ẩn ý sâu xa khác. Nên nhớ rằng, một trong những tình huống chơi xấu nhất lịch sử ngoại hạng Anh là cú đạp kinh hoàng của Roy Keane khiến Aberdeen phải giải nghệ một thời gian sau đó. Và nạn nhân trong pha bóng phi thể thao này không ai khác, chính là người bố đáng kính của Erling Haaland, với cái tên đầy đủ là Aberdeen Haaland. Vậy liệu sẽ có một sự trả thù xuyên thế hệ nào giữa nhà Haaland và Manchester United, đội bóng từng là nơi làm nên tên tuổi của gã đổ tể Roy Keane hay không? Tất cả bắt đầu từ cuộc chạm trán giữa Leeds United và Man United trên sân vận động Elland Road vào tháng 9 năm 1997. Khi đó bố của Haaland khoác áo đội bóng vùng Tây Yorkshire. Ông chơi ở hàng tiền vệ, và dù chưa bao giờ là mẫu tiền vệ phá lối chơi, thì ông vẫn biết cách phải thi đấu như thế nào ở vị trí đó. Ông cũng có thể đá ở hàng phòng ngự và thích thực hiện những cú tắc bóng. Mối hận thù thế kỷ giữa Leeds United và MU thời điểm đó có mức độ ác liệt không thua kém gì trận derby nước Anh hay derby Manchester. Bố Haaland ý thức được vấn đề này, và việc ông chơi ở khu vực trung tuyến trong vai trò chiếc máy quét còn khiến bố của Erling đứng trước nguy cơ về một cuộc đụng độ nguy hiểm hơn. Và đối thủ trực tiếp là gã đồ tể Roy Keane khét tiếng tại xứ sở sương mù. Quả thật những diễn biến trên sân đã chứng minh điều đó. Sự máu lửa điển hình của Bắc Âu và Ireland đã tạo nên màn đối đầu giữa bố của Haaland và Roy Keane. Họ trở thành những thỏi nam châm trái cực, hút nhau trên sân, liên tục va chạm, khủng bố, dùng mọi tiểu xảo để cản bước đối thủ. Thế rồi Roy Keane đã không thể kiềm chế được bản thân trong tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông cho rằng gã to con tóc vàng kia cố ý gây hấn, và huấn luyện viên Leeds đã giao cho hắn một nhiệm vụ riêng là săn sóc tận tình Roy Keane suốt cả trận. Tư tưởng triệt hạ bắt đầu nhen nhóm, gân thái dương nổi lên, Keane mặt đỏ bừng bừng, chưa dừng lại ở đó, cho đến phút 85, MU vẫn đang bị Leeds dẫn trước 1-0. Sự bất lực ngày càng thúc đẩy tiền vệ Cộng hòa Ireland cho bố Haaland một vố cho hả giận. Roy Keane đuổi theo bố Haaland khi tiền vệ người Na Uy có bóng trong chân, nhưng sự hùng hổ đó dường như đã khiến cầu thủ của MU quên đi những chiếc giày đinh đang mắc vào cỏ. Keane ngã xuống và cảm thấy đầu gối của mình như bị vỡ. Trong cơn đau đó, tưởng chừng như ân oán giữa hai người sẽ tạm lắng xuống với việc Roy Keane đã được cắn ra sân. Tuy nhiên những gì diễn ra sau đó đã khiến cho mối quan hệ trở nên không thể cứu vãn được nữa. Chứng kiến người đồng nghiệp nằm vật xuống sân, bố Haaland thậm chí còn chạy đến mỉa mai và yêu cầu Roy Keane đứng dậy chứ đừng ăn vạ nữa. Phút chốc, Roy Keane đã ăn sâu vào tiềm thức của mình khoảnh khắc cay đắng đó. Bác sĩ vật lý trị liệu của Man United cho biết, Roy Keane đã bị đứt dây chằng chéo, một chấn thương địa ngục đối với bất kỳ cầu thủ nào. Bởi vì chấn thương này mà Roy Keane đã phải trả giá bằng một năm ngồi ngoài và mất luôn Premier League vào tay Arsenal. Thật khó để có thể hình dung nổi những cơn giận dữ phải kìm nén trong lòng của ông. Với cá tính và sự tự tôn cao ngất của mình, Roy Keane chắc chắn không bao giờ cho qua điều này. Trong lúc ông đang vô cùng đau đớn, thì Haaland chạy đến sát mũi vào vết thương bằng câu từ châm biếm. Ngọn lửa uất hận tuôn trào cộng hưởng với sự sôi máu. Còn là đồng đội của Haaland tại Leeds United, khi đó là David Wegeran cũng đã bảo Roy Keane đứng dậy với sự đùa cợt. Roy Keane không bao giờ quên. Song Haaland mới là người ông ưu tiên nhắm đến trong lần đụng độ sau đó, và như tự hứa với lòng, mình phải khiến gã người Na Uy này trả giá đắt. Màn trả thù ghê rợn đó cuối cùng cũng đã đến vào năm 2001, khoảng một năm sau ngày Erling Haaland được sinh ra. Lúc này bố của Haaland đã chuyển sang đầu quân cho Man City, đối thủ tạo nên trận derby cùng thành phố giữa Roy Keane và các đồng đội. Thế nhưng cuộc đụng độ giữa họ vào cuối mùa giải 2000-2001 đáng ra sẽ không có gì to tát. Bởi lẽ cách đây hai thập kỷ, Man City không phải là Man City bây giờ, và vị thế khiêm tốn của họ luôn bị MU coi thường. Thậm chí thời điểm đó, The Citizen đã bị rất hạn, còn Quỷ Đỏ đã trở thành đương kim vô địch. Trận derby thành Manchester vốn dĩ chỉ còn mang tính thủ tục, nhưng đã bị thay đổi hoàn toàn bởi hai nhân vật đầy duyên nợ, Roy Keane và Erling Haaland. Với 90 phút diễn ra trong bối cảnh mùa giải đã an bài, Roy Keane có đủ lý do để giết chết trận đấu bằng màn trả cả vốn lẫn lãi với kẻ thù không đội trời chung. Một tấm thẻ đỏ hay màn phạt nguội của FA chẳng có ý nghĩa gì so với sự xúc phạm tại Elland Road 4 năm trước. Trước dông báo, bầu trời thường bình yên, trận đấu tại Old Trafford ngày hôm đó không có gì căng thẳng cả, thậm chí là khá buồn tẻ. MU đã chắc chắn vô địch nên thi đấu hời hợt, trong khi Man City nỗ lực nhiều hơn nhưng cũng đủ để tạo nên tỷ số một đều. Vậy mà phút 86, trong tình huống hoàn toàn bình thường ở rìa đường biên, bố Haaland phá bóng lên và Roy Keane lao thẳng tới, dùng hết sức bình sinh để tung ra cú đạp, khiến cầu thủ người Na Uy bắn thẳng lên không trung trước khi nằm úp mặt xuống đất, gần như ngất đi vì đau đớn. Chỉ miêu tả bằng góc nhìn của khán giả thôi là chưa đủ khắc họa hết sự kinh hoàng của tình huống đó. Sau đây là lời kể của chính chủ nhân cú đạp gây chấn động nước Anh năm 2001. Tôi đã đợi Aberdeen gần 180 phút, hay nói cách khác là 3 năm. Lúc này hắn ta đang có bóng và ở xa đường biên. Aberdeen đang trông người tôi còn tôi thì đã đợi đủ lâu.
Tôi đạp hắn một cú thật mạnh. Trái bóng vẫn ở đó, tôi nghĩ vậy. Nhận lấy đi thằng khốn, và đừng có đứng trước mặt tao để chế giễu rằng tao giả vờ chấn thương nữa. Và hãy nói với Guerrero bạn mày hãy chờ lấy, sẽ có một cú cho hắn nữa. Cũng phải nói thêm, đây là dòng hồi tưởng của Roy Keane trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2002, và người chấp bút cho nó là Eamon Duffy với tư cách là tác giả nhượng quyền. Chính vì vậy Duffy đã được Roy Keane cho phép dùng thủ pháp miêu tả mang tính nghệ thuật hơn để viết về sự nghiệp của ông. Và đương nhiên chi tiết cú đạp búa Haaland không phải ngoại lệ. Nó không khác là bao so với những dòng mô tả trong kịch bản phim kinh dị nào đó, với Roy Keane trong vai kẻ sát nhân hàng loạt. Nhưng chính Roy Keane đã đọc lại và đồng ý với Duffy về cuốn tự truyện, nên huyền thoại MU cũng phải chịu trách nhiệm cho nội dung của mình. Duffy khẳng định, tôi chịu trách nhiệm truyền đạt lại những gì Roy đã nói. Đó là cuốn tự truyện được tôi chấp bút, vì thế tôi đặt những chia sẻ vào trong các trích dẫn với chủ nhân của nó là Roy Keane. Điều đó khiến anh ấy phải trả giá. Mọi việc càng tiến xa hơn khi người ta phỏng vấn Duffy rằng Roy Keane có thực sự muốn trả thù riêng bố Haaland hay không. Tác giả người Anh tuyên bố thẳng thừng, đó hoàn toàn là sự thật. Cả nước Anh khi đó đã chấn động với tình huống giữa Roy Keane và bố Haaland. Cùng sự cộng hưởng là chi tiết man dợ trong cuốn tự truyện của đội trưởng Manchester United. Người ta không nghĩ rằng con quỷ thù hận tại tuần động và nung nấu trong người đội trưởng thành ma lại lâu đến vậy. Để rồi khi nó bộc phát, nó đã để lại hậu quả kinh hoàng. Sau vụ đó vài ngày, Erling Haaland vẫn ra sân hai trận trong màu áo đội tuyển quốc gia Na Uy và Man City trước khi lên bàn phẫu thuật. Ông chỉ chơi thêm 4 trận nữa rồi quyết định giải nghệ vào năm 2003 vì các vấn đề dai dẳng ở đầu gối. Còn Roy Keane nhận án phạt 5.000 bảng và treo giò 3 trận. Ngoài ra tiền vệ người Cộng hòa Ireland còn nhận thêm hình phạt bổ sung là 150.000 bảng, treo giò 3 trận và mất thêm 2 tuần lương về cuốn tự truyện có chi tiết đầy bạo lực của mình. Man City đã quyết tâm làm việc cho ra lẽ bằng việc thuê luật sư khởi kiện Roy Keane. Điều đó khiến mối quan hệ giữa hai đội bóng thành Manchester ngày càng xấu đi. Mức bồi thường cao nhất được cho là lên đến 6 triệu bảng, một con số khổng lồ thời điểm đó. Dù vậy dư luận nhiều năm sau chỉ ra rằng cú đạp của Roy Keane không hoàn toàn khiến Erling Haaland trực tiếp đánh mất sự nghiệp, đồng nghĩa với việc vụ kiện đã không thành công. Roy Keane đã đạp vào chân phải của Erling và chính bố Haaland đã thừa nhận. May mà chân phải vẫn ở trên không ngay lúc đó, bằng không hậu quả còn rất nghiêm trọng. Đồng thời Haaland cha đã tiết lộ rằng ông đã ra sân với chấn thương đầu gối trái một thời gian dài và ca phẫu thuật chính là giải quyết vấn đề chân trái. Roy Keane cũng tự minh oan trong cuốn tự truyện. Tôi đối đầu với Haaland 3 hoặc 4 lần trong khoảng thời gian giữa trận đấu với Leeds năm 1997. Khi đó tôi dính chấn thương dây chằng và trận đấu tôi đạp lên hắn ta năm 2001 khi cậu ta thi đấu cho Manchester City. Nếu tôi là kẻ muốn trả thù một cách điên cuồng, tại sao tôi phải đợi nhiều năm mới có cơ hội để khiến hắn ta bị thương? Các tranh cãi về tình huống kinh hoàng tại Old Trafford năm 2001 cứ thế tiếp diễn trong một thời gian dài trong lòng giới mộ điệu tại Anh. Dù câu trả lời cuối cùng có vẻ mang hơi hướng cứu vớt thanh danh của Roy Keane, nhưng không thể phủ nhận rằng ông đã để lại một pha bóng phi thể thao bậc nhất lịch sử Premier League. Về phần mình, bố Haaland khi được hỏi có tha thứ cho Roy Keane hay không, đương nhiên câu trả lời là không thể. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn sau khi giải nghệ, Erling Haaland tuy không tỏ ra uất ức, nhưng khuôn mặt ông bộc lộ rõ vẻ miệt thị Roy Keane và sự thoáng qua là những vết thương xưa cũ. Ông nói trong sự lạnh lùng, tôi biết mình có lợi thế lớn trong tay. Có khoảng 20 luật sư muốn nhận vụ kiện này của tôi. Điều đó nói lên tất cả. Sự thờ ơ của Man United trong vụ việc này cũng nung nấu trong lòng bố Haaland thiện cảm không tốt về quỷ đỏ. Ông đã ghét Roy Keane và anti luôn đội bóng mà gã đồ tể khoác áo. Bố Haaland chia sẻ rằng ông coi thường tất cả những gã để dâu tương tự như Roy Keane và cho rằng mình không thích MU cũng như không thể chịu nổi những cầu thủ của họ. Hơn 2 thập kỷ trôi qua kể từ ngày kinh hoàng đó, thời gian có lẽ cũng phần nào làm nguôi đi đau đớn mà Erling Haaland phải hứng chịu. Nhưng chắc chắn, ông không thể nào quên đi cú đạp của Roy Keane dành cho mình. Với tư cách một gia đình, có lẽ Erling Haaland hiểu được những gì bố mình phải trải qua. Liệu Erling Haaland có ghét quỷ đỏ giống người bố của mình hay không? Đương nhiên câu trả lời cho câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng chắc chắn việc Erling Haaland gia nhập Man City sẽ tạo nên một dấu gạch nối cho mối hận thù của quá khứ giữa hai đội bóng đại diện cho thành Manchester, giữa bố anh và Roy Keane huyền thoại.